tiếp tục giành ưu thế trước ZXRP bứt tốc. Theo thông tin vào rạng sáng ngày 20 tháng 10 giờ Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC đã rút khỏi vụ kiện nhắm đến CEO Ripple Brad Gelinghaus và chủ tịch điều hành Chris Larsen. Trước đó, SEC cáo buộc hai lãnh đạo của Ripple tiếp tay cho công ty vi phạm luật chứng khoán. Quyết định hôm nay đồng nghĩa sẽ hủy bỏ một phiên tòa dự kiến vào năm tới và tiếp tục mang lại cho công ty tiền mã hóa thêm một chiến thắng mới trong vụ kiện đã kéo dài 3 năm qua. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng SEC sẽ vẫn còn các khiếu nại chống lại Ripple. SEC đã khởi kiện Ripple từ cuối năm 2020, cho rằng Ripple đã huy động bất hợp pháp 1,3 tỷ USD thông qua việc mở bán XRP. Đến tháng 7 năm nay, SEC đã bị thua thiệt trước Ripple khi tòa án ra phán quyết XRP không phải là một hợp đồng đầu tư và tuyên bố XRP chỉ có thể được xem là chứng khoán trong các giao dịch bán trực tiếp cho các quỹ đầu tư hoặc bên thứ ba. Ủy ban chứng khoán Mỹ sau đó đã gửi kháng cáo lên tòa, nhưng rốt cuộc đã bị bác bỏ trong phán quyết mới nhất vì thẩm phán cho rằng SEC không cung cấp đủ bằng chứng cho lập luận của mình. Thêm một dự án giao thông báo đóng cửa. Theo bài thông báo, SuperRail sẽ trả số tiền còn lại cho các nhà đầu tư và dần dần ngừng hoạt động. Được thành lập từ 2021, SuperRail đã hỗ trợ ra mắt hơn 2.000 giao, song hầu hết các dự án chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, khiến nền tảng cơ bản không thể tiếp tục hoạt động như một doanh nghiệp bền vững. Vào tháng 1 năm 2022, SuperRail đã huy động được 10,5 triệu USD dẫn dắt bởi Signify, Circle và OneBlock Capital trong vòng seeding, đưa định giá công ty lên 160 triệu USD. Dù phải nói lời chia tay, SuperRail khẳng định vẫn tin vào tác động tích cực của ngành tiền mã hóa. Việc kết thúc dự án chỉ đơn giản là mở ra cho các thành viên những hướng đi mới. Chính quyền New York khởi kiện Gemini, Genesis và DeSager. Chính quyền bang New York đã đâm đơn kiện chống lại Gemini, Genesis, DeSager cùng với hai giám đốc điều hành Michael Morrow, Barry Silbert về sản phẩm Earn và kế hoạch che giấu lỗ hổng tài chính lên đến 1 tỷ USD. Cụ thể, đơn kiện của NER cho biết, Gemini đã cho Genesis vay tiền thông qua chương trình Earn. Số tiền này lại được dùng để cho các đối tác của họ vay, bao gồm Terreros Capital, 3AC và Alameda Research, quỹ đầu tư chị em của nền tảng giao dịch tiền mã hóa FTX đã phá sản. Đến năm 2022, khủng hoảng thanh khoản trong thị trường crypto diễn ra đã khiến cho Genesis vỡ nợ, ghi nhận khoản lỗ lên đến 1 tỷ USD. Để che giấu khoản lỗ tài chính, DCG đã tuyên bố đã hấp thụ được khoản lỗ trong khi thực tế họ chỉ thực hiện ghi nhận khoản tiền đó thành tài sản trên bảng cân đối tài chính của cho công ty con Genesis. NER nêu rõ DCG không chỉ đơn giản là đảm nhận khoản nợ 1,1 tỷ USD với kỳ hạn 2 năm liên quan đến 3AC có thể được thanh toán bất kỳ lúc nào, mà họ đã thay thế khoản nợ đó bằng một hợp đồng ghi nợ 10 năm không thanh khoản. Do đó, chính quyền New York tuyên bố các tổ chức trên đã thực hiện hai âm mưu gian lận tài chính. Cuối cùng, NER yêu cầu các thực thể trong đơn kiện phải bị thực thi pháp lý. APT sắp gặp sự cố, đứng blockchain hơn 4 giờ đồng hồ. Tra cứu từ Block Explorer APT Scan cho thấy, blockchain sử dụng ngôn ngữ Move đã dừng tạo block mới tại 104.621.314. Giao dịch gần nhất được ghi nhận xảy ra lúc 6 giờ 11 phút AM ngày 19 tháng 10 giờ Việt Nam. Đồng thời, các sàn giao dịch như Upbit hay OKX cũng vừa ra thông báo tạm dừng nạp rút token app của APT. Đến trưa ngày 19 tháng 10, APT cho biết đã xử lý xong sự cố, blockchain cũng đã sync block lại bình thường. Tuy vậy, dự án không công bố lý do cụ thể của vụ việc. Đáng chú ý, hôm nay lại đúng dịp kỷ niệm một năm triển khai mainnet của mạng lưới và đây dường như là lần đầu tiên mạng lưới đứng hình trong thời gian dài.